Nói với vị nghe, không phải vị minh sư nào cũng cần tu khổ hạnh. Vì vậy, đừng luôn luôn có kiểu định kiến này. Hãy nhìn Phật Thích Ca Mâu Ni, bao nhiêu kiếp Ngài đã làm vua, đại quan hay nhân vật tầm cỡ trong xã hội, và không phải lúc nào cũng là tỳ kheo. Ngay cả trước khi xuất gia, Ngài cũng có một cuộc sống xa hoa, mặc dù Ngài không cảm thấy ràng buộc vào cuộc sống đó, sở hữu thứ gì đó và ràng buộc vào nó là điều khác. Quý vị có thể sở hữu, nhưng không có nghĩa quý vị bị trần tục trói buộc. Nên quan trọng quý vị cần phải nhớ bên trong, chứ không phải về vẻ bên ngoài. Hãy hành động mà phải nhớ bên trong tâm mình, động lực, mục tiêu của mình. Quý vị muốn gì trong đời? Nếu là giám đốc điều hành công ty hay sở hữu một doanh nghiệp lớn, thì quý vị phải ăn mặc cho phù hợp, và có lẽ đi trong xe limousine thay vì chỉ là một chiếc xe nhỏ hay xe gắn máy nào đó, bởi vì đó là điều người ta mong đợi ở quý vị. Nếu vua của một vương quốc lên triều và mặc y phục như người ăn xin, hoặc có lẽ mặc quần jean hay mặc gì đó, quý vị nghĩ có phù hợp không? Có hay không? Không à. Nên tổng thống của một quốc gia đi ra ngoài gặp người dân, hoặc bất cứ lúc nào ông ấy chỉ mặc quần sờn cũ hay rách nát và đi dép lẹp xẹp, thì quý vị nghĩ người dân, xã hội có chấp nhận điều đó không? Có hay không? Không à. Giỏi, giỏi. Bây giờ quý vị biết rồi. Khi cần mở miệng xin vui lòng cứ mở. Và khi quý vị bế quan, xin vui lòng ngậm miệng lại, lưu giữ năng lượng của quý vị, lưu giữ bất cứ gì có thể để giúp quý vị tiến bộ. Nên bây giờ, không phải như bất cứ minh sư nào cũng cần phải tu khổ hạnh, không cần phải làm theo cách đó. Nhưng nếu có thể, quý vị có một cuộc sống đơn giản hóa, bất cứ gì quý vị cần thì giữ, những gì không cần thì cho đi, bán đi, hoặc vứt đi nếu không còn hữu ích nữa. Đơn giản hóa cuộc sống của mình, bất cứ khi nào có thể, bất cứ nơi nào có thể, ở nhà cũng vậy, hiểu không? Ở nhà dĩ nhiên tôi có thể đơn giản hóa cuộc sống tốt hơn, nhưng vì tôi có số mệnh phải tô điểm diện mạo như thế nào đó, nên tôi cứ phải theo thôi. Và gần đây tôi đọc một số lời tiên tri cổ xưa về địa cầu này, và tôi thấy lời tiên tri nào đó nói rằng có một vị minh sư sẽ đến, đi giày cao gót và đủ thứ, nên có lẽ tôi hợp thời trang. Trước đây tôi không biết mấy điều đó, không biết họ tìm ra ở đâu rất nhiều lời tiên tri, không biết họ đào ở đâu ra. Tôi chỉ biết có lẽ một vài lời tiên tri, như lời tiên tri nổi tiếng của Nostradamus, đại khái vậy. Và lời tiên tri nữa, như của người Mỹ bản địa. Ngoài ra, tôi không biết gì khác. Có thể người duy nhất, biết nhiều nhất là Nostradamus. Vì lúc đó tôi sống ở Âu Châu, lúc bấy giờ, nó không áp dụng cho tôi chỉ là một cô gái làm việc và rồi kết hôn. Nên tôi chỉ đọc ở đâu đó, rất nhanh lướt qua, lật trang nhanh qua, nhưng thực sự không biết nhiều về lời tiên tri đó. Vì tôi ở đó và vì ai cũng nói về Nostradamus, nên tôi cũng đọc cho biết. Lúc đó tôi đang học tiếng Pháp, nên có lẽ tôi chỉ muốn luyện đọc, và có gì đó như những lời tiên tri thì thú vị hơn, thu hút sự chú ý đọc hơn. Vậy thôi. Tôi đọc vài ba trang chứ không đọc hết. Tiếng Pháp của tôi lúc đó không giỏi lắm, và bây giờ còn kém hơn.
Tôi không nghĩ là khá hơn, ngày càng kém hơn. Vì thiếu thực hành, như chơi đàn, mandolin của tôi vậy. Cho nên nhiều vị minh sư, ví dụ như vị minh sư cuối cùng của đạo Sikh, Ngài ăn mặc như vua, Ngài không khổ hạnh chút nào, Ngài đeo trang sức đẹp đẽ, tràng hạt trân châu dài và các trang phục và phụ kiện khác rất thanh nhã. Ngài trông không như đạo sư Nanak, đạo sư đầu tiên của Sikh giáo. Không phải Ngài thành lập một tôn giáo hay gì hết, mà tôn giáo chỉ xuất hiện sau khi Ngài vãng sinh, hoặc có thể sau một thời gian. Cũng giống như Phật nhập Niết Bàn và chúng ta có Phật giáo, không biết từ đâu ra, thậm chí không biết ai sáng lập nữa. Nhưng người ta sẽ nói Đức Phật là vị sáng lập Phật giáo. Vô lý, Ngài không bao giờ làm vậy. Ngài không bao giờ quan tâm về bất cứ gì như thế. Và như đạo sư Sikh vãng sinh và trở thành Sikh giáo, Chúa Giêsu vãng sanh thì trở thành Thiên Chúa giáo, vân vân. Và đạo sư Nanak là một vị minh sư tu vô cùng khổ hạnh và là vị thánh khai ngộ. Ngài đi bộ khắp mọi nơi, Ngài ăn bất cứ gì mà Ngài có được. Nếu không ai cúng dường Ngài, món nào hay biết ở đâu lấy được thức ăn, thì có lẽ Ngài mua hoặc người ta cúng dường. Rất ít tài liệu được ghi lại về cuộc đời của Ngài, nhưng với một số câu chuyện mà tôi đã thu thập qua sắc thái của dòng chữ, tôi suy ra rằng đạo sư Nanak là vị tu khổ hạnh, bởi vì Ngài đi bộ khắp nơi và Ngài chỉ ăn như quả dâu dại và những thứ như vậy. Nhưng có thể sau này khi Ngài nổi tiếng hơn thì người ta có lẽ cúng dường Ngài một nơi để ở và một số thức ăn để ăn. Các đệ tử cúng dường Ngài, nhưng bình thường Ngài không sống xa hoa. Tôi đọc trong truyện nào đó, như một lần Ngài và người đệ tử của Ngài đi dạo quanh đâu đó, tới vài nơi, và rồi người đệ tử nói, ở đó có bữa tiệc đang diễn ra ở dưới phố, con nên tới đó xin một ít thức ăn này nọ. Nhưng đạo sư Nanak không quan tâm, Ngài chỉ hái mấy quả dâu rừng mà ăn thôi. Do đó, tôi biết Ngài hoàn toàn không vì danh vọng hoặc bất cứ gì như thế. Nhưng đạo sư thứ 10, vị đạo sư cuối cùng của đạo Sikh, Ngài ăn mặc như hoàng tử và như vua, rất đẹp, rất sang trọng và rất quý phái, giống như hoàng gia vậy. Và một vài vị minh sư hay các vị thầy khác như Quán Âm Bồ Tát, dù gì tôi không nghĩ rằng Ngài tu khổ hạnh. Ngài mặc y phục đẹp, có lẽ không đeo quá nhiều trang sức như sư phụ của quý vị, nhưng Ngài mặc y phục đẹp đẽ, có lẽ về sau, hoặc có thể đó là hình ảnh thật khi Ngài hiện ra trước mọi người trên thế gian để cứu hoặc giúp đỡ họ theo cách nào đó. Nhưng tôi cũng thấy Ngài mặc quần áo sờn rách. Có thể Ngài thiền quá lâu, và thuở ban đầu sứ mệnh tâm linh của Ngài, Ngài thiền rất nhiều và quần áo của Ngài đều tả tơi và rách thành vạn mảnh. Nên có những lúc có lẽ Ngài tu khổ hạnh, và sau này có lẽ Ngài trở nên nổi tiếng hơn, rồi các đệ tử cúng dường thêm quần áo và kiểu trang sức sang trọng hơn một chút. Vậy đừng nên nhìn người từ bên ngoài mà phán đoán bên trong, cũng giống như một loại đá quý nào đó ẩn bên trong, một tảng đá không gồ ghề, xấu xí. Và khi quý vị cắt nó làm đôi,
Như nhiều người trưng bày trong tiệm nữ trang hay viện bảo tàng, khi họ cắt nó ra làm đôi bên trong rộng và trong đó có rất nhiều châu báu sáng ngời. Như thế đó, thân thể chúng ta bất kể trông như thế nào, nó chỉ là trang phục bên ngoài, không phải chân ngã của chúng ta. Khi nghe được gì đó, đó là tánh nghe. Nhĩ căn bẩm sinh của mình nghe âm thanh, và rồi chúng ta quen với nó. Chúng ta tưởng tai mình nghe âm thanh đó, và khi nhìn thấy gì đó thì đó là tánh thấy. Nhìn thấy điều gì đó và chúng ta cứ quen với nó, nên tưởng mắt của mình là cái nhìn thấy mọi thứ. Người ta thấy không phải là người mà quý vị thấy. Người nghe không phải là người mà quý vị nhìn. Nhưng chúng ta quá quen với ngoại hình, cũng như quá quen với suy nghĩ, cũng như dùng tất cả các cơ quan này mà chúng ta nghĩ đây là mình. Thành ra pháp môn Quán Âm dạy quý vị trở lại, trở về với tánh nghe thật và tánh thấy thật. Đó là lời Đức Phật nói: quay tánh nghe vào bên trong, quay tánh thấy trở lại, thì quý vị sẽ thấy Phật tánh. Tôi không lặp lại chính xác từng chữ, nhưng quý vị biết Ngài nói như vậy đó. Các đệ tử xung quanh Ngài như Văn Thù Bồ Tát học Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy. Danh hiệu Quán Âm Avalokiteshvara là tiếng Phạn. Danh hiệu của Ngài có nghĩa là quán tưởng âm thanh của vũ trụ, của sự sáng tạo, thật vậy. Nhưng một số người phiên dịch viết như Ngài quán tưởng âm thanh của thế gian. Ngài không quán tưởng thế gian này và vạn vật, bởi vì việc đó không cần Quan Âm Bồ Tát phải làm. Chúng ta luôn luôn nghe thấy mỗi ngày. Quý vị có nghe thấy gì không? Chúng ta không cần Quán Thế Âm bảo chúng ta nghe cái này cái kia. Cho nên Ngài cũng có ý nói: quay tánh nghe của mình vào bên trong, trở về cội nguồn tánh nghe của mình, trở về chủ nhân của thân thể này, trở về tự tánh của mình, chân ngã của mình. Đó là lời của các vị minh sư, nhưng không nhiều người làm được. Bởi vì họ không biết cách, họ không biết cách mở tánh thấy của họ, họ không biết cách mở tánh nghe của họ. Thành ra từ thời xa xưa, nhiều tăng ni tu khổ hạnh, họ tu tập đủ kiểu khổ hạnh chỉ để đạt đến đó. Bởi vì họ nghĩ xả bỏ mọi thứ, tách rời khỏi toàn thế gian thì sẽ đạt được Phật tánh. Không phải như thế, không dễ. Phật tánh hay Kitô tánh không phải như một việc kinh doanh mà quý vị có thể trao đổi với một thứ gì đó, hoặc mua với một số tiền hay châu báu nào đó. Không được, đó là một thứ quý báu vô giá. Chúng ta phải tìm bằng một cách trân quý và rất đặc biệt. Bao nhiêu người tu khổ hạnh, bao nhiêu người xuất gia đã xả bỏ mọi thứ, vợ, con, lương quốc và của cải, thậm chí không ăn hay chỉ ăn rất ít hoặc ngày một lần, mà có đạt được gì đâu. Một trong số cao tăng bảo một số tăng sĩ trong một số ngôi chùa, bởi vì họ tọa thiền, và vị thầy nói: các ông đang làm gì vậy? Họ đáp: chúng con cố gắng thiền để được khai ngộ. Và vì thế vị thiền sư cầm viên gạch, một miếng đá hay gạch, và ông cứ mài trên sàn. Và các tăng ni hỏi ông: thầy đang làm gì vậy? Ông nói: ta cố gắng mài miếng đá này thành gương. Và các tăng sĩ nói: làm sao viên đá gồ ghề vô dụng này mà thành gương được? Vị cao tăng nói: thế các ngươi ngồi ở đó không làm gì mà có thể đạt khai ngộ được không? Không được gì, vô ích thôi. Quý vị có thể ngồi cho đến hàng ngàn năm
và tất cả các thế giới đến rồi đi, mọi thứ tái sinh rồi lại hủy diệt, cũng sẽ không bao giờ đạt được gì nếu không làm đúng. Tương tự ngày nay chúng ta có ổ khóa này, phải không? Và quý vị có thể quay số 10 vạn năm, nếu không quay đúng số thì không bao giờ mở được khóa, chỉ là như vậy. Hoặc ngày nay chúng ta có điện thoại, nếu chỉ bấm một số không đúng thì quý vị sẽ không liên lạc được với người mình muốn, hoặc điện thư bất cứ gì, đủ thứ, hay truyền hình radio, quý vị phải vặn đúng tần số, bằng không, không có gì hết. Quý vị có thể ngồi đó cả đời, cứ vặn tới vặn lui, vặn tới vặn lui, cũng sẽ không có gì xảy ra. Chỉ có một cách để làm mọi thứ, đó là cách đúng. Chỉ có một cách đúng, và pháp môn Quán Âm là cách đúng để khai ngộ. Ý tôi nói, cách thực sự, cách tối hậu và cách đúng. Đức Phật cũng nói điều đó. Đừng nghĩ tôi tìm cách thuyết phục quý vị. Tất cả các vị minh sư đều nói cùng một điều. Nếu quý vị có thời gian nghiên cứu, tất cả các kinh điển đây đó đều đề cập như vậy. Nhưng chỉ sau khi tu pháp môn Quán Âm thì quý vị mới hiểu. Và cũng giống như khi họ dịch như Quan Thế Âm Bồ Tát, quán tưởng âm thanh thế gian, thực ra quán âm thanh của sự sáng tạo, dĩ nhiên thế gian là sự sáng tạo, nhưng không phải âm thanh được sáng tạo như chim hót hoặc sóng biển. Mặc dù được đề cập, ngay cả trong Kinh Pháp Hoa, rằng Quan Thế Âm Bồ Tát quán tưởng, Ngài có bên trong Ngài những âm thanh vi diệu này, như âm thanh nước chảy, âm thanh hải triều, âm thanh vân vân và vân vân. Thánh Kinh cũng đề cập điều tương tự. Một trong các vị thánh trên thiên đàng và nghe âm thanh của sấm sét hay không khí, đại khái vậy. Những điều này người tu pháp Quán Âm chúng ta sẽ hiểu hoàn toàn rõ ràng. Nhưng nếu không có ai chỉ bảo quý vị, và nếu không có thể nghiệm về nó, quý vị cũng sẽ không hiểu. Nhiều chuyện thiền nói rằng một nhà sư, ông ấy thiền, và rồi bỗng nhiên ông nghe một âm thanh rất lớn, rất to. Đó là sau nhiều năm tu hành, bỗng nhiên nghe được một lần, có lẽ không bao giờ nghe được nữa, bởi vì chỉ là một sự ngẫu nhiên mà ông nghe được. Không giống như ông biết cách tu tập để ông có thể nghe được âm thanh hằng ngày. Càng nghe giáo lý này, giáo lý nội tại, âm thanh thiên đàng nội tại hoặc chân tánh của mình, chúng ta càng hiểu nhiều điều, càng cảm thấy tự tại, càng cảm thấy là chúng ta gần quả vị Phật hơn, hoặc gần thiên đàng hơn, hoặc có lẽ đã ở cùng với thiên đàng, với Thượng Đế, đồng nhất với Ngài. Cho đến nay, tôi tu pháp này, cũng đã tu nhiều pháp khác nữa. Trước khi tu pháp môn Quán Âm, tôi đã tu hơi thở, tu Hatha Yoga, tu Pranayama. Nó cũng tương tự như hơi thở. Một số nhà sư ở Ấn Độ, tôi không chắc người ta có tu như vậy ở Đài Loan hay Trung Quốc hoặc các quốc gia khác hay không. Nhưng ở Ấn Độ, họ tu quá nhiều thứ, đến nỗi quý vị sẽ không tưởng tượng được con người có khả năng làm như thế. Ngồi trên đinh, giường đinh, chưa là gì cả. Đứng mãi trên một chân, cũng chưa là gì cả. Hoặc cột tóc lên cây, chỉ để quý vị không bao giờ ngủ thiếp đi được hoặc ngã xuống. Đó chưa là gì. Quý vị biết không, như đôi khi họ xỏ một sợi chỉ nhỏ, mỏng, dài, rất dài, dài lắm. Họ xỏ qua lỗ mũi và cho nó đi xuống tận dạ dày. Toàn bộ sợi dây này, tôi không biết dài bao nhiêu, có lẽ tối thiểu phải hơn 1 mét. Ngay cả đối với tôi, chỉ 10 phân thôi là đã đau rồi. Tôi sẽ không làm được. Và họ làm vậy đó, làm đủ mọi thứ. Tắm trong nước băng giá là một điều khác. Trong nước sông Hằng băng giá, ồ, tôi đã tắm một lần. Tôi nghĩ, có lẽ để tẩy sạch nghiệp chướng của tôi. Nhưng họ tắm như vậy hoài, và họ ngâm mình trong nước cho đến khi họ trở thành như cục nước đá, hoặc phơi nắng dưới mặt trời giữa mùa hè Ấn Độ, cùng với ngọn lửa xung quanh họ.
Mặt trời mùa hè ở Ấn Độ, một số nơi có thể làm bỏng da, thậm chí bỏng cấp độ 1 hay là cấp độ 2. Dĩ nhiên, có lẽ họ tập quen dần với nó, không phải như lập tức cạo đầu rồi đi ngồi dưới ánh nắng mặt trời hàng giờ liền, không phải như vậy. Dù là vậy, mặt trời của Ấn Độ vẫn vô cùng khắc nghiệt. Tôi đã suýt chết vì cái nắng ở Ấn Độ. Tôi đi đến Bồ Đề Đạo Tràng trong thời gian lang thang để xem cây Bồ Đề của Đức Phật. Đó là vào tháng 5, chưa phải giữa mùa hè. Và rồi tôi bước đi, tôi không biết. Bình thường tôi không suy nghĩ quá nhiều. Tôi lên Hy Mã Lạp Sơn một mình cũng không nghĩ gì nhiều. Đi dưới ánh nắng mặt trời mùa hè cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ tập trung vào mục tiêu của tôi và tôi bị say nắng. Tôi suýt chết trên đường. Bởi vì khi quý vị đi bộ dưới ánh nắng như vậy, nó giống như quý vị leo núi Hy Mã Lạp Sơn hoặc núi Sumeru, thậm chí không thể bước nổi nữa. Bước đi mà giống như bước trong mơ, thậm chí không thể bước nổi nữa. Bước mà cứ giống như mang một ngọn núi trên vai, từng bước thật nặng nề. Không biết sao tôi lại làm vậy. Chỉ là lúc đó quá trẻ. Quá trẻ và quá lý tưởng. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều về ảnh hưởng bên ngoài hay hoàn cảnh bên ngoài. Tôi chỉ muốn làm điều tôi làm và quên mất cái nắng. Và tôi suýt chết. May thay, tôi lê mình vào nơi nào đó. Và rồi có một ngôi chùa. Tôi nghỉ ngơi. Tôi nghỉ ngơi một lúc. Đó là lần đầu. Lần thứ hai, tôi lại suýt chết nữa. Nhưng tôi tìm được một ngôi chùa khác. Ngôi chùa thứ nhất do một người Ấn Độ trông nom. Nhưng ông nấu thức ăn thuần chay cho tôi, chỉ là cháo. Tôi đã kể câu chuyện này rồi. Có lẽ bây giờ chi tiết hơn một chút. Lúc đó tôi nói, làm sao ông biết cách nấu cháo gạo? Ông ấy nói, thầy tôi dạy tôi. Tôi hỏi, ai là thầy của ông? Một nhà sư, người Đài Loan. Tôi rất may mắn suýt chết nếu không có thức ăn này. Và nếu không có bóng mát để nghỉ, thậm chí như vậy, tôi vẫn đi gặp Đức Phật trong Bồ Đề Đạo Tràng. Tôi muốn thấy cây Bồ Đề trước khi chết, trước khi suýt chết, trên đường trở lại. Và sau đó ở trước cửa chùa, tôi gần như ngã quỵ. Và ông đó đưa tôi vào, cho tôi thức uống để uống. Thậm chí tôi không mang theo để uống. Họ không luôn luôn bán đồ trên đường. Tôi đi bộ không thuận tiện lắm. Sau đó tôi hồi phục, nhưng vẫn không rút ra bài học. Lần sau tôi muốn thấy Ba La Nại Vườn Lộc Uyển. Tôi muốn thấy nơi đầu tiên Đức Phật giảng đạo và phải đi xem nơi đó. Tôi lại đi bộ dưới ánh mặt trời nữa, lại suýt chết nữa. May thay ngay trước cửa chùa khác. Và ngôi chùa đó thực sự là chùa Tây Tạng. Và quý vị biết các nhà sư Tây Tạng không phải ai cũng ăn trường chay. Hầu như tất cả họ, hầu hết họ không ăn trường chay và họ ăn những gì họ được cúng dường. Dĩ nhiên họ không kén chọn, không phải thế. Nhưng giống như các nhà sư Thái hoặc các nhà sư Campuchia, các nhà sư Miến Điện, nhiều người họ không ăn chay. Rồi tôi ngã quỵ phía trước. Tôi không nhớ ngôi chùa trông như thế nào vì lúc đó tôi bệnh nặng rồi, hầu như không thể bước, khó thở, sốt cao và hầu như ngã quỵ ở đó. Và rồi một nhà sư người Tây Tạng đi ra và đưa tôi vào và đặt tôi lên giường của ông và chụp một cái mùng cánh mũi. Đó là cái mùng lớn giống như liều nhưng nhỏ hơn. Dùng mùng chụp lại rồi ngủ. Như vậy không phải treo lên. Giống như một số người họ làm giống như mùng tránh mũi nhưng nhỏ hơn, như hình bán nguyệt, rồi dùng để đậy thức ăn vào mùa hè để ruồi nhặng không làm hư thức ăn. Tương tự như thế nhưng lớn hơn. Mùng chụp đủ cho tôi. Ông ấy che cho tôi từ đầu đến chân và ông ấy để tôi ở lại đó và nói trời ơi sốt cao rồi. Điều tệ nhất là tôi đã bị lên cơn sốt. Và sau đó tôi vào chùa rồi tắm. Nước ở đó nóng như nước sôi. Vì ánh nắng nên tất cả các ống dẫn nước đều nóng.
Tôi không biết điều đó. Cứ tắm thôi, nó làm tôi còn nóng hơn nữa. Cứ cảm thấy bỏng rát khắp cả người. Không phải như bị lột da hay gì cả, nhưng thật sự vô cùng đau nhức. Nhà sư chăm sóc tôi sẽ không bao giờ quên. Và sau đó ông ấy nói, cô cần phải ăn gì đó. Tôi sẽ nấu gì đó cho cô. Tôi nói thôi ạ, tôi không ăn thịt. Ông ấy nói không không, tôi cũng ăn chay trường. Đó là một nhà sư Tây Tạng. Và ở đó tôi tìm thấy người ăn chay. Tin hay không cơ chứ, tôi luôn luôn ngã quỵ trước cửa chùa trường chay. Thật buồn cười. Thực ra là thuần chay chẳng có gì cả, chỉ là một ít đạm khô và một ít sát gì. Ý nói là rau sát gì. Tôi vẫn còn nhớ từ đó. Sát gì nghĩa là rau ở Ấn Độ. Và chút đỉnh như vậy. Rồi tôi dần dần hồi phục. Và ông ấy cho tôi thuốc và mấy thứ. Quả là một nhà sư tốt bụng. Bằng không, có lẽ tôi đã chết rồi. Bởi vì ban đêm trước khi tôi tới vườn Lộc Uyển, khi tôi đi lang thang tìm nơi nào đó để ngủ thì không tìm được nơi nào, nên tôi ngủ ngoài trời. Ngủ ngoài trời một mình. Và muỗi hoặc một số côn trùng cũng tặng tôi món quà nào đó làm tình trạng còn tệ hơn nữa. Tôi là người khổ hạnh tự nhiên vì không có lựa chọn nào hết. Uống nước sông Hằng. Khi ở trên thượng nguồn sông Hằng, có một số người bị bệnh phong cùi sống ở đó. Không có gì xảy ra với tôi. Tôi uống đủ loại nước. Không có gì xảy ra, chỉ có mặt trời là gây rắc rối. Nhưng mấy chuyện đó không làm tôi khai ngộ gì hết. Đủ loại khổ hạnh như vậy chỉ là tự nhiên. Thứ nhất, tôi không có nhiều tiền lắm. Thứ nhì, tôi không có đủ phương tiện để nấu. Thứ ba, tôi không có chỗ để nấu. Không thể mang nhiều đồ đạc, bởi vì tôi nhỏ người. Lúc đó tôi chỉ có thể có một cái mền hay cái túi ngủ và chỉ hai bộ quần áo, tương tự như đồ này, đồ pusa. Chỉ có vậy thôi, và dĩ nhiên một cây gậy để đi bộ trên đường núi. Quý vị cần gậy để leo núi và xuống núi, để giữ thăng bằng. Và nếu chỉ đi bộ một mình mà không có gậy, quý vị có thể trượt chân. Hoặc đang đi lên thì trượt xuống, hoặc đang đi xuống thì trượt xuống nữa. Tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Cho nên quý vị có thể thấy, nhiều nhà sư ở Ấn Độ họ có một cây gậy để đi lại. Vì vậy, quý vị có thể thấy đủ khổ hạnh chưa? Bởi vì vị minh sư sẽ dạy quý vị nhiều hơn tôi có thể nói, nhiều hơn tôi đã từng trải qua. Minh sư Mahavira sẽ dạy quý vị nhiều hơn. Chuyện tôi kể chỉ là một phần, chỉ là món khai vị cho quý vị. Bây giờ sẽ là chuyện thật. Tôi không biết có vị nào trong lịch sử nhân loại có thể đã tu hay có thể đang tu, hoặc sẽ tu khổ hạnh như vậy, hy sinh như vậy, như Đức Mahavira hay không. Thành ra, tôi muốn đọc cho quý vị nghe. Tiện thể, chúng ta để cảm ơn hội đoàn đã biên tập những sách này. Hội đoàn đó có tên là Sunny Publications ở Tân Delhi. Chúng ta thực sự cảm ơn họ. Và nếu có thể tìm thấy họ, chúng ta sẽ cúng dường một số tài chính để họ có thể tiếp tục xuất bản thêm nhiều sách hầu truyền bá giáo lý của Đức Mahavira. Chúng ta cảm ơn họ. Bây giờ tựa đề là Sự Xuất Thế Vĩ Đại. Đó là ngày thứ 10 của nửa tháng trăng hạ huyền, tháng Marsis, tiếng Phạn. Tôi không biết nhiều tiếng Phạn, đừng trách tôi nha. Tôi đi đến đó không phải để học tiếng Phạn. Tôi có học được một ít chữ, nhưng mình học ở đó và trả chữ lại cho Ấn Độ.
ném xuống sông Hằng rồi. Nếu không phải vì quý vị, tôi thậm chí sẽ không cần đọc gì nữa cả. Giống như một cô giáo mẫu giáo, cô giáo đã vượt trên đó lâu rồi, mà vẫn phải đọc đủ thứ truyện trẻ em và đủ thứ cho học trò của cô. Hoàng tử Vardaman đã tuân giữ nghi lễ nhịn ăn 2 ngày. Một chiếc kiệu tên là Chandraprab đã được chuẩn bị cho việc xuất gia cao quý của ngài.